Nhằm giúp đỡ các thí sinh dự thi đại học thuận tiện trong đi lại và tiết kiệm các khoản chi phí, câu lạc bộ Exeter Huế với hơn 30 thành viên đã tình nguyện làm xe ôm miễn phí, đưa đón các thí sinh từ chỗ trọ đến các địa điểm thi trên địa bàn thành phố Huế. Sau 4 ngày hoạt động, câu lạc bộ đã chở miễn phí cho hơn 300 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đợt 1. Mỗi ngày, các thành viên của câu lạc bộ đều có mặt rất sớm tại khu vực trước địa điểm thi, trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Diễu và trường trung học phổ thông Cao Thắng để tiếp nhận thí sinh đăng ký đi xe ôm miễn phí. Hầu hết các thí sinh đều đi thi một mình, không có người thân đi cùng. Ngoài ra, để các thí sinh nắm rõ hơn thông tin về chương trình, các thành viên câu lạc bộ còn phát tờ rơi giới thiệu để có thể liên lạc với đội xe ôm bất cứ lúc nào. Trong thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục giúp đỡ việc đi lại miễn phí cho các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2, kéo dài từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 7 năm 2014. Thí sinh đến Huế cần đi xe ôm miễn phí, hãy gọi số điện thoại 0168 575 7757 để có người đến đón tận nơi. Trong khi đó, hàng ngàn thí sinh tại Huế đã được các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đưa đến Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán để được phục vụ các suất cơm chay miễn phí. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hơn 14.000 suất cơm chay sẽ được phát miễn phí cho các thí sinh dự thi và người nhà thí sinh trong suốt hai đợt thi tuyển sinh. Theo đó, thí sinh có thể đến điểm ăn tập trung, có bàn ghế và nước uống tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán số 15A Lê Lợi, Chùa Thành Nội số 8 Lâm Mộng Quang, Chùa Cát Tường số 75 XQ, Chùa An Hòa số 28-69 Đặng Tất, Chùa Bửu Hương Phường Đúc và nhà 72A Đào Tấn. Ngoài ra, ngay sau buổi thi sáng đầu tiên của mỗi đợt thi, trước nhiều điểm thi sẽ có đội ngũ cấp cơm hộp chay miễn phí cho thí sinh và người nhà. Hôm nay là tôi đưa con tôi đi thi ở đây, ở Huế, ở Đắk Lắk, tôi ra đây mà tôi thấy ở đây Huế này tổ chức một bữa cơm chay như vậy thì tôi thấy đó là rất điều là rất tốt. Và tôi thấy cũng xúc động vì tôi ăn một bữa cơm chay nhưng mà tôi nhớ tôi và tôi nghĩ sau này con tôi nếu mà đi học được ở đây thì tôi cũng bảo con tôi phải đi làm tình nguyện ở đây. Mỗi suất cơm chay có giá khoảng 25.000 đồng, gồm cơm canh, 4 món thức ăn, tráng miệng sữa chua và nước uống đóng chai. Toàn bộ kinh phí do sự đóng góp của các gia đình Phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, các tăng ni Phật tử của các chùa trên địa bàn thành phố Huế chế biến. Sau khi ăn cơm chay, các thí sinh và người nhà được bố trí chỗ nghỉ trưa yên tĩnh và mát mẻ tại tầng 3 của Trung tâm Văn hóa Liễu Quán và các chùa có phát cơm chay miễn phí. Đợt phát cơm chay miễn phí thứ hai tại thành phố Huế sẽ diễn ra vào ngày thi đầu tiên của đợt 2 của kỳ thi đại học là ngày 9 tháng 7 sắp tới.